Kính thưa quý thầy cô trong chủ tọa đàm, kính thưa quý đại biểu, kính thưa các bạn đồng nghiệp, thì các bạn cũng biết rằng là cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xảy ra trung bình trên bệnh nhân khoảng từ 2 đến 3 lần trong một năm. Những cái thuốc mà giãn phế quản hoặc là những cái thuốc như là corticoid thì có những cái hướng dẫn điều trị rất là cụ thể. Tuy nhiên đối với kháng sinh thì cái việc sử dụng sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ và các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Thì theo một số những cái tổng quan tài liệu, mà gần đây nhất thu nhặt được trên Cochrane Review ngày năm 2018 gồm có 19 nghiên cứu RCT trên 2.500 bệnh nhân. Trong đó có 11 nghiên cứu trên những bệnh nhân ngoại trú và 7 nghiên cứu ở những bệnh nhân nhập viện cũng như là một nghiên cứu trên ICU. Thì người ta nhận thấy rằng là vấn đề sử dụng corticoid có thể làm giảm cái thất bại điều trị trong vòng 7 đến 30 ngày đối với những bệnh nhân đợt cấp CVD ở mức độ trung bình. Tuy nhiên đối với những trường hợp đợt cấp CVD mức độ nặng thì cái việc sử dụng kháng sinh sẽ không làm thay đổi bao nhiêu cái khả năng thất bại điều trị với cái risk ratio là 0,65. Như vậy thì những cái yếu tố lâm sàng nào khiến chúng ta nghĩ tới đây là một đợt cấp có nhiễm khuẩn theo cổ điển, thì chúng ta vẫn dựa trên cái tam chứng Antonisen và đặc biệt là chúng ta sẽ dựa trên cái tình trạng ho khạc đàm của bệnh nhân. Nếu đàm đổi màu thì chúng ta ưu tiên cho vấn đề sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên chúng ta có thể phối hợp thêm một số những cái mặt cơ và đặc biệt là những cái mặt cơ tương đối rẻ tiền như CRP. Trong trường hợp chúng ta không có cái triệu chứng đàm đổi màu thì chúng ta có thể dựa trên cái giá trị CRP trong khoảng từ 40 cho tới 50. Nếu mà CRP dưới 40 mà chúng ta không có triệu chứng đàm đổi màu thì chúng ta không nên khởi trị kháng sinh mà nên sử dụng những cái thuốc giãn phế quản hoặc là corticoid trước. Về vấn đề vi khuẩn trong cái đợt cấp của CVD thì theo tác giả Sun Tay Celty, một tác giả người Ấn Độ, ông ta đã làm những cái biện pháp là xâm lấn, tức là nội soi phế quản trên những bệnh nhân đợt cấp, và ông thấy là cái chủng vi khuẩn phổ biến ở những bệnh nhân có đợt cấp nhiễm trùng lại là những con vi khuẩn như là Haemophilus influenza. Streptococcus thì có cái tỷ lệ thấp hơn so với Haemophilus influenza, bởi vì Haemophilus influenza là một con vi khuẩn có khả năng gây quần cư khá là mạnh trên những bệnh nhân CPD. Và như thế thì chúng ta có khoảng từ 70 đến 80% các cái đợt cấp CPD do vấn đề nhiễm khuẩn. Và những con vi khuẩn thường gặp thì các anh chị cũng thấy ở trên bảng là thường là những con vi khuẩn điển hình. Ví dụ như Haemophilus influenza chiếm tỷ lệ có thể tới 20-30%. Sau đó là những con vi khuẩn như là Streptococcus pneumoniae chiếm tỷ lệ khoảng 15-20%. Và trong những trường hợp bệnh nặng thì chúng ta sẽ lưu ý tới những nhóm vi khuẩn gram âm như là Pseudomonas hoặc là những cái con trực khuẩn gram âm. Đối với vi khuẩn không điển hình thì cái tỷ lệ này không có cao, khoảng 10%. Và thông thường thì sẽ thường là khởi phát bởi những cái nhóm vi giống siêu vi. Thì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ, đối với vấn đề nhiễm trùng, chúng ta thường là phân tầng những cái yếu tố nguy cơ. Đối với nhiễm trùng trên bệnh nhân CPD thì chúng ta sẽ dựa vào những cái đặc điểm về cái tình trạng tắc nghẽn ban đầu của bệnh nhân với những cái giá trị FEV1 cũng như là cái triệu chứng của đợt cấp bệnh nhân ở mức độ nhẹ, trung bình hoặc là nặng, và đồng thời chú ý thêm những cái yếu tố nguy cơ. Thì trong đó có 3 yếu tố nguy cơ mà người ta thường nhấn mạnh, đó là cái tuổi của bệnh nhân, những bệnh đồng phối hợp của bệnh nhân và yếu tố nguy cơ quan trọng nhất, tức là bệnh nhân có lớn hơn hay bằng 2 đợt cấp trong 12 tháng vừa qua hay không. Thì với những cái giá trị như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái con vi khuẩn thường gặp trong những trường hợp cái FEV1 của bệnh nhân còn tốt, cái đợt cấp bệnh nhân ở mức độ nhẹ đến trung bình thì chúng ta sẽ có những, và bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ có những con vi khuẩn thông thường như là những cái trường hợp nhiễm trùng mắc phải ở ngoài cộng đồng. Tuy nhiên trong những trường hợp đợt cấp của CPD rất là nặng hoặc là cái bệnh nền căn bản của bệnh nhân đã diễn tiến nặng rồi thì chúng ta sẽ có những con vi khuẩn có mức độ kháng thuốc cao hơn và xuất hiện thêm những cái nhóm vi khuẩn gram âm đường ruột cũng như là Pseudomonas aeruginosa.
Và đây là một cái nghiên cứu của Hội Phổi Việt Nam được thực hiện năm 2016 đến 2017 trên 270 bệnh nhân với những cái trường hợp đợt cấp của CBD có hay không có viêm phổi nhập viện. Thì chúng ta thấy là cái những con vi khuẩn thường gặp ở đây vẫn là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenza. Ngoài ra thì cũng có sự xuất hiện của một số những cái chủng vi khuẩn gram âm, đặc biệt trong những cái trường hợp đợt cấp ở mức độ nặng. Và vấn đề chỉ định kháng sinh trong đợt cấp thì trong hầu hết các tài liệu người ta sẽ sử dụng cái nhóm beta-lactam phối hợp với macrolide. Và trong những trường hợp có những cái đợt cấp thường xuyên tắc nghẽn nặng, có thông khí cơ học thì chúng ta nên cho bệnh nhân soi cái đàm trước khi điều trị kháng sinh và chúng ta có thể bao phủ thêm cái chủng Pseudomonas. Và đối với những trường hợp mà những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta có thể sử dụng nhóm Amoxicillin Clavulanate và Fluoroquinolone là hai nhóm kháng sinh được khuyến cáo cao. Tuy nhiên trong những trường hợp đợt cấp CBD phức tạp có yếu tố nguy cơ cao và không chỉ định nhập viện trong những trường hợp điều trị ngoại trú thì chúng ta có thể xem xét sử dụng Ciprofloxacin. Một cái tổng quan tài liệu trên 19 nghiên cứu đánh giá trên 7.500 bệnh nhân, việc sử dụng những cái nhóm kháng sinh như là macrolide hoặc là amoxicillin clavulanate hoặc là fluoroquinolone thì người ta nhận thấy rằng là cái macrolide sẽ có hiệu quả thấp hơn so với hai nhóm kháng sinh còn lại và có cái khả năng tái phát trong vòng 26 tuần cao hơn so với những nhóm kháng sinh còn lại. Và hiệu quả của macrolide tương đối thấp trong những cái vùng mà có cái đề kháng với lại Streptococcus cao như là ở Việt Nam. Và đây là một cái nghiên cứu cũng do Hội Phổi Việt Nam được thực hiện năm 2018 về cái vấn đề tính nhạy cảm của những cái chủng vi khuẩn thường gặp trong cái nhiễm khuẩn hô hấp đối với Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenza. Thì với cái biểu đồ phía bên tay trái là những cái chủng vi khuẩn Streptococcus pneumoniae thì chúng ta thấy rằng là nhóm Amoxicillin phối hợp với lại ức chế beta-lactamase sẽ có hiệu quả tương đối cao đối với phế cầu khoảng là 70,8% và trong trường hợp Haemophilus influenza thì cái hiệu quả của nó sẽ là 91,2% cao nhất còn hơn cái nhóm là fluoroquinolone. Và đây là một cái nghiên cứu đánh giá cái tình trạng đề kháng thuốc được đăng trên tạp chí Antimicrobiochemotherapy 2020 đối với lại một số những cái nhóm kháng sinh trên con vi khuẩn Haemophilus influenza. Thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả trên Haemophilus influenza đối với nhóm Amoxicillin clavulanate là cao nhất, 95,5%. Và nghiên cứu này được thực hiện ở tại Việt Nam. Một số những cái tài liệu khác, ví dụ như là cái nghiên cứu Mastro trên 500 bệnh nhân điều trị đợt cấp CPD, chúng ta thấy cái hiệu quả của Amoxicillin clavulanate cũng tương tự như là Mociflofloxacin và cái tác dụng phụ cũng tương tự như vậy. Thì cập nhật up to date 2020, chúng ta có một cái sơ đồ khá là đơn giản để chúng ta có thể áp dụng cho những bệnh nhân có đợt cấp của CD và vấn đề chọn lựa kháng sinh như thế nào. Thì trong trường hợp chúng ta có đợt cấp CPD ở mức độ từ trung bình đến nặng và có 2 trong 3 triệu chứng, nếu chúng ta thiếu những cái triệu chứng ví dụ như là ho khạc đàm hoặc là khạc đàm mũ mà chỉ có triệu chứng khó thở thôi thì chúng ta không nên sử dụng kháng sinh ngay từ đầu mà chúng ta chỉ sử dụng những cái trường hợp điều trị với những cái thuốc giãn phế quản hoặc là corticoid đường uống. Nhưng nếu chúng ta có các cái triệu chứng như là ho khạc đàm hoặc là khạc đàm mũ, đặc biệt là khạc đàm mũ, thì chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề kết cục lâm sàng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân có bệnh nền CBD tương đối nặng, FEV1 dưới 50%, bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là trên 2 đợt cấp trong vòng 12 tháng vừa qua, hoặc là bệnh nhân đang thở oxy dài hạn tại nhà, hoặc là bệnh nhân có các bệnh đồng mắt hoặc tuổi quá lớn, thì nếu bệnh nhân không có những yếu tố này, thì chúng ta sẽ xem xét một trong hai cách điều trị. Chúng ta có thể sử dụng các cái nhóm thuốc như là macrolide hoặc là cephalosporin thế hệ 2 như là cefuroxim hoặc là cephalosporin thế hệ 3. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý cái vấn đề cái đặc điểm kháng thuốc ở khu vực của chúng ta. Nhưng trong trường hợp bệnh nhân có kết cục lâm sàng xấu thì chúng ta sẽ xem xét thêm cái vấn đề trước đây bệnh nhân đã có tiền căn bị nhiễm Pseudomonas hay không. Nếu bệnh nhân không có tiền căn nhiễm Pseudomonas
Tuy nhiên bệnh nhân lại có những cái kết cục lâm sàng xấu hơn, khiến chúng ta nghĩ tới nhiễm Pseudomonas, ví dụ như là FEV1 dưới 30%, bệnh nhân có giãn phế quản trên phim CT scan, hoặc bệnh nhân có dùng kháng sinh phổ rộng, hoặc bệnh nhân có dùng corticoid toàn thân kéo dài. Thì nếu bệnh nhân không có những yếu tố này thì chúng ta sẽ chọn một trong hai cách điều trị sau đây, tùy thuộc vào cái đặc điểm bệnh nhân và phổ kháng khuẩn và kháng thuốc của cái khu vực của chúng ta. Đó là hai cái phương pháp điều trị, một là sử dụng đơn trị liệu amoxicillin clavulanate hoặc là đơn trị liệu fluoroquinolone. Trong trường hợp bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm Pseudomonas thì người ta khuyến cáo chúng ta nên làm lấy mẫu đàm và cấy làm kháng sinh đồ trước khi đó, và chúng ta nên khởi trị với lại ciprofloxacin. Và đây là cái khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2018 đối với đợt cấp CPD về vấn đề sử dụng kháng sinh. Nếu bệnh nhân chỉ có một cái triệu chứng là khó thở thì chúng ta không sử dụng kháng sinh ngay từ đầu. Nhưng nếu bệnh nhân có lớn hơn 2 bằng 2 triệu chứng của Antonisen thì chúng ta sẽ xem xét vấn đề bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ biến chứng hay không. Ví dụ như là tuổi bệnh nhân trên 65 hoặc là FEV1 của bệnh nhân dưới 50% hoặc là số lần đợt cấp trong năm vừa qua. Nếu bệnh nhân không có những cái yếu tố nguy cơ này thì kháng sinh đầu tay chọn lựa sẽ là theo thứ tự là amoxicillin clavulanate hoặc là cefuroxim hoặc là fluoroquinolone. Và nếu mà bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ thì Bộ Y tế khuyến khích chúng ta nên sử dụng phối hợp ngay từ đầu với một cái nhóm kháng sinh beta-lactam là amoxicillin clavulanate hoặc là cefuroxim phối hợp với lại fluoroquinolone. Và trong trường hợp nếu chúng ta nghĩ tới là có sự hiện diện của Pseudomonas thì chúng ta có thể chuyển sang cái nhóm ciprofloxacin hoặc là ceftazidim, và đồng thời nên cấy đàm ngay từ đầu để thay đổi đáp ứng điều trị kháng sinh cho thích hợp. Đối với nhóm fluoroquinolone thì rất là nhiều tác giả trên thế giới, đặc biệt là các tác giả Ấn Độ, thì các tác giả nói rằng là chúng ta nên không nên sử dụng như là một kháng sinh đầu tay trong trường hợp nếu cái khu vực của chúng ta là khu vực endemic về Lao. Và hiện nay thì đối với Việt Nam thì chúng tôi vẫn còn thấy chúng ta vẫn còn nằm trong 30 cái đất nước vẫn còn có những cái gánh nặng về bệnh Lao cho đến năm 2019. Như vậy thì việc sử dụng đợt cấp CPD là một cái bệnh nhiễm khuẩn, một cái biến cố khá là phổ biến và phức tạp, khiến cho cái diễn tiến CPD ngày càng nặng. Việc tối ưu hóa và tiết kiệm sử dụng kháng sinh trong mỗi đợt cấp sẽ giúp cải thiện tiên lượng lâu dài của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở Việt Nam thì có khả năng mắc bệnh lao đồng thời là một cái thực tế lâm sàng khá là phổ biến. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đại biểu.